Chiều nay á thì mình định đi bắt cá, nhưng mà chưa có cá là mình đã bắt được một con ếch to rồi. Mang đôi dép làm gì không biết nữa, nó chọc một cái đôi dép dính lúc dưới sình dưới luôn. Thấy cái màu trời chiều nay nhìn cũng được, cho nên là tranh thủ xách cái thùng ra đây coi coi có kiếm được cái gì không. Ở này người ta đi xiệt nhiều quá cho nên là cá cũng không còn nhiều trơn á, mà giờ mình đi móc thôi. Mình gặp ông anh đi thăm ruộng để mình kêu ông lại hỏi thăm xíu coi. Chiều đi thăm ruộng hả anh, ở trên kia có chỗ nào có cá không? À, anh không để ý nữa, đâu cần lên mấy cái sông nước trên kia xem coi có không. Lúa cỡ này trổ đều rồi, rồi hả mưa nhiều nữa, cho nên là mấy cái sông nước này người ta sẽ xả nước ra. Thường á là mấy con cá ngoài kênh đúng không, là nó sẽ chui vô trong cái miếng ruộng này nè, rồi cái là nó sinh sôi nảy nở ở trong đây. Vậy là sẽ có được những con cá rô non hay là những con cá lồng tông. Khi mà người ta khai nước ra thì những con cá này nó sẽ kẹt lại ở những cái đường mương giữa ruộng. Mình chỉ cần xách cái gỗ hay là cái thùng ra mình bắt thôi. Cá sẽ ở lẫn trong cái đám ruộng và ở dưới mấy cái rễ lúa và chui vô trong sình nữa. Hồi nãy là mình dở hết biết luôn, đi ra đây mà không có xách cái gỗ, bây giờ mò từng con mà mấy con cá rô non này nữa, mò nó lọt cổ tay hết trơn à. Tưởng vậy là làm khó được tôi hả? Dễ gì, một xíu là tôi cũng mò tôi bắt được cho mà xem. Mấy con cá ở trên ruộng này á, mình của nó sẽ là mình dây. Đây nè, mình mò dính được một con ở đây rồi nè. Cá quá chừng luôn á, mà không có xách cái rổ theo cho nên là không có bắt được nhiều, chỉ bắt được một mớ thôi. Mình dồn cho một túi luôn. Nhớ hồi đó là đi bắt cá không có cái gì đựng á, là mình nhét vô túi không à. Thấy có một mớ vậy thôi á chứ là dư sức cho bữa cơm chiều chiều nay rồi đó mọi người. Cũng định bắt thêm nhưng mà đi trễ cho nên là trời tối rồi, không có ở ngoài đây được. Giờ mình xách thùng cá xuống sông trao cho nó sạch sình, rồi hả tắm rửa xong tí lên chế biến món ăn. Khúc này mà tôi vuột tay là kể như là công cốc đó. Trời mà phải chưa có tối sớm á là mình còn ở ngoài bắt thêm rồi, chưa có bắt đã gì hết trơn. Soạn một ít xả xong rồi mình đem đi sắc nhuyễn. Mấy con cá rô non trên ruộng này á thì mình kho xả là hết bài luôn. Cá này thì mọi người khỏi có làm dễ sạch đâu, mình bỏ vô trong cái gỗ tre rồi mà mình trao qua trao lại hay là được á, dựa bùng sình một xíu á mà có được chảo cá ngon. Có một cái là chắc giờ tối thui rồi, bây giờ có đèn điện còn đỡ chứ hồi xưa chắc giờ là xài đèn dầu không à. Sao hè nhà tôi hả, buổi tối giống như là hội chợ vậy đó, mạnh con nào con nấy kêu hả. Chảo cá mình gần chín rồi á thì mình dặm thêm một tí xả ớt nữa để cho nó thơm, để mình đập thêm mấy quả trứng nữa, xong rồi cái chiên lên là bữa nay có hai món. Trứng chiên á thì mình chiên với nhiều hành á thì nó sẽ ngon hơn và nó có cái độ ngọt nữa. Nước mắm thì mình để xí xì thôi. Đánh cho tan cái tròng đỏ này lên nè, một tí nữa là mình chiên trứng nó sẽ có màu và nó sẽ mịn hơn. Nhà mình thì vẫn còn cái chảo sắt này nè, bây giờ xài nó không có dính nữa đâu. Bây giờ là nó giống như là cái chảo chống dính gì đó. Tại vì hả là nó nấu nhiều lắm rồi cho nên là món gì vô nó cũng chân chui hả. Lắc cái chảo cho nó tròn cái trứng, còn lỡ không tròn thì thôi cho mấy cái miếng tỏi vô giữa. Mình khoái là ăn nó còn sệt sệt chứ gì nè, chứ thôi để lâu nó sẽ khô. Thôi bây giờ sẽ cho trứng chiên ra đĩa. Tối nay là sẽ có cá rô kho xả nè, với lại trứng chiên. Có một mớ rau đắng đất với lại là giá mình còn trong tủ á, lấy ra ăn kèm luôn. Trời ơi cái này là bá cháy luôn. Cá rô non kho xả là mình phải cho xả nhiều giống gì nè, hé tí nữa nó sệt sệt á. Thứ gì mà chịu nổi thứ này. Tối nay thì mình ăn cơm của mình nên thôi. Ba của mình đi đám chưa có về, giờ về này tối thui rồi cũng chưa thấy đâu nữa. Ba con bùa hóng chỗ này nó bay vô nhà nhiều quá, hồi nãy giờ mình kho chắc là nó cũng bay vô cái chảo này một mớ rồi đó. Cho một ít rau đắng kẹp chung với trứng nè, xong rồi là mình ăn một cái ha, là nó đắng đắng rồi nó kết hợp với trứng nữa sẽ có một cái vị béo nhẹ. Cá rô non kho xả thì khỏi nói rồi, mọi người ăn đâu có bỏ cái gì đâu, tại là tối rồi đó, chứ không thôi tôi ra tôi bẻ thêm mấy cái trái chuối sống vô nữa ha, mà chấm chung với lại cái cá kho xả này nè, ăn một cái là kể như vét sạch cái nồi cơm luôn.